Vâng, một lần nữa nông dân cộng sản Tương Vi xin chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Sau đây Tương Vi sẽ đi vào hai cái nội dung live của chuyên mục chống diễn biến hòa bình. Thứ nhất, những cái luận điệu phi lý núp bóng nhân quyền được đăng ở trên báo Công an Nhân dân của tác giả Nguyễn Sơn. Nội dung thứ hai, thế giới có rất là nhiều biến động trong quý 1 năm 2021. Đó là cái dự báo của Dương Vi. Sau đây Dương Vi đi vào nội dung của bài viết thứ nhất. Núp dưới danh nghĩa nhân quyền, một số tổ chức thiếu thiện chí với nhà nước Việt Nam như Người Bảo vệ Nhân quyền, Theo dõi Nhân quyền Thế giới, như viết tắt là HRVK. Đấy là cái tổ chức Theo dõi Nhân quyền Thế giới. Tổ chức Bảo vệ Ký giả, viết tắt là CPG. Đấy, ân xá quốc tế, vân vân, đã đưa ra những luận điệu xuyên tạc nhằm chống phá nhà nước Việt Nam, vu cáo rằng đàn áp nhân quyền Việt Nam năm 2020 gia tăng. Đấy, những luận điệu phi lý đó là gì? Vào ngày 30 tháng 12 năm 2020, trang mạng của đài VOA tiếng Việt đăng tải bài viết với tiêu đề giới hoạt động đàn áp nhân quyền Việt Nam năm 2020 gia tăng. Đó. Bài viết trên đã dẫn lời của một số người mà họ cho là nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Các tổ chức nhân quyền như Người Bảo vệ Nhân quyền, Theo dõi Nhân quyền Thế giới, Tổ chức Bảo vệ Ký giả, Ân xá Quốc tế, với những lời lẽ xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn đài VOA tiếng Việt ấy, Trần Bang đã đưa ra những cái luận điệu xuyên tạc rằng năm 2020 chính quyền Việt Nam lại gia tăng đàn áp, ví dụ như Hội Nhà báo Việt Nam Độc lập, các thành viên bị bắt như Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Chí Thành, hay là trường hợp của bà Phạm Đoan Trang, Đinh Thị Thu Thủy và rất nhiều các trường hợp khác nữa. Không những vậy, Trần Bang còn xuyên tạc rằng đàn áp nhân quyền ngày càng gia tăng, trong đó có nhiều người bị bắt vì viết bài trên Facebook, họ chỉ nói lên sự thật. Đó là cái luận điệu của Trần Bang. Còn thêm một đối tượng nữa, đó là Vũ Quốc Ngữ, đối tượng đã từng đứng đầu tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền, vu cáo tình trạng nhân quyền ngày càng tồi tệ ở tại Việt Nam, trái ngược hẳn với các lời tuyên truyền của chế độ ngày trước mà hắn đã từng nói. Vũ Quốc Ngữ đã đưa ra những cái số liệu lệch lạc cho rằng theo thống kê của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền năm 2020, chính quyền Việt Nam đã bắt giữ 31 người hoạt động và 29 người hoạt động về quyền đất đai. Đồng thời Việt Nam kết án 22 nhà hoạt động với mức án từ 9 tháng đến 12 năm tù. Đó là cái tên Vũ Quốc Ngữ nó đưa ra như vậy. Trong khi đó, tiếp tục lặp lại những cái luận điệu trước đây, cái tên Phi Robertson, phó giám đốc phụ trách cái khu vực châu Á tổ chức của HRVK, tức là tổ chức cái Theo dõi Nhân quyền Thế giới mà hắn xuyên tạc rằng quả là một năm rất tồi tệ đối với nhân quyền Việt Nam. Đấy, chắc chắn chúng ta sẽ thấy nhiều vụ bắt bớ và truy tố nữa diễn ra trước Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là cái luận điệu của tên phó giám đốc Philip Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực châu Á về tổ chức nhân quyền HRVK này. Nói thẳng VKC luôn đi cho nhanh. Còn cái tổ chức bảo vệ ký giả CPG ấy, nó lại cố tình xuyên tạc rằng Việt Nam là một trong các quốc gia đặc biệt thành thạo trong việc tống giam và sách nhiễu các ký giả và gia đình họ, cũng như tham gia vào việc kiểm duyệt internet, mạng xã hội. Tổ chức này nó cố ý đưa ra những cái số liệu thiếu khách quan, phản ánh sai lệch về tình hình nhân quyền tại Việt Nam, khi cho rằng hiện nay có
15 nhà báo bị giam giữ tại Việt Nam và nhiều nhà hoạt động vì các quyền tự do khác như quyền tự do tín ngưỡng đã bị bắt, tuyên phạt với các bản án khắt khe, phải chịu chế độ nó quấy nhiễu hệ thống pháp luật Việt Nam, quấy nhiễu này, và kể cả bị ép cung và tra tấn. Đó là cái luận điệu của cái tổ chức bảo vệ ký giả thế giới CPJ này. Ở đây này, có một cái câu hỏi đặt ra: nhà hoạt động nhân quyền hay là kẻ vi phạm pháp luật? Mà tối hôm qua Dương Vy đã làm live nói rồi đó. Ở đây không có nhà hoạt động, nhà đấu tranh gì hết, mà cái đám này là một cái đám nhà phá hoại cái nền dân chủ, cái sự tự do, phá hoại nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chả có cái nhà hoạt động nhân quyền nhân kiết gì ở đấy hết. Lý do được các cá nhân tổ chức trên đưa ra để minh chứng cho cái luận điệu Việt Nam gia tăng sự đàn áp nhân quyền là trong năm 2020 chính quyền đã gia tăng đàn áp, bắt giữ các nhà hoạt động nhân quyền như Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Thành, Đinh Thị Thu Thủy, vân vân. Vậy những cái đối tượng này là ai? Là nhà hoạt động nhân quyền hay là những đối tượng vi phạm pháp luật? Để có một cái nhìn khách quan và toàn diện, ở đây tôi sẽ chia sẻ bài viết của tác giả nói về một số đối tượng. Ví dụ như cái đối tượng Nguyễn Tường Thụy, sinh năm 1950 tại Nam Định, trú tại phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Năm 20 tuổi, Nguyễn Tường Thụy tham gia quân đội sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nguyễn Tường Thụy công tác tại một đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng với chức vụ trợ lý kế hoạch. Do hắn bất mãn tiêu cực nên năm 1993, Nguyễn Tường Thụy xin nghỉ hưu sớm. Và đến năm 2011, Nguyễn Tường Thụy bắt đầu tham gia làm nòng cốt của nhiều hội nhóm trái pháp luật trên không gian mạng, như tham gia giữ vai trò phó ban điều hành của cái hội là Hội Bầu Bí Tương Thân, phó chủ tịch cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, thành viên của Hội Anh em Dân chủ, vân vân. Cũng từ năm 2011, Nguyễn Tường Thụy này thường xuyên tham gia các hoạt động lôi kéo tụ tập đông người biểu tình trái pháp luật dưới danh nghĩa là chống Trung Quốc xâm lược, bảo vệ môi trường, bảo vệ cây xanh tại Hà Nội, vân vân. Do có những hành vi quá khích gây mất an ninh trật tự công cộng, Nguyễn Tường Thụy đã bị cơ quan công an quận Hoàn Kiếm xử phạt vi phạm hành chính 3 lần vào các ngày mùng 9 tháng 12 năm 2012 và mùng 1 tháng 6 năm 2013 vì cái hành vi gây rối trật tự công cộng với mức phạt cảnh cáo. Đến năm 2013, Nguyễn Tường Thụy lại trực tiếp tham gia ký cái gọi là tuyên bố 258 của mạng lưới blogger Việt Nam, yêu cầu xóa bỏ điều 258 Bộ luật hình sự năm 1999. Đối với Nguyễn Tường Thụy ấy, với vai trò là phó chủ tịch của cái gọi là Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam ấy, Nguyễn Tường Thụy này thường xuyên thu thập thông tin, tin tức về các sự kiện nhạy cảm tiêu cực, các vấn đề xã hội đang được dư luận quan tâm, qua đó kích động xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, kêu gọi đa nguyên đa đảng, đăng tải trên trang blog cá nhân. Ví dụ như trang Nguyễn Tường Thụy blog.com, Facebook cá nhân Nguyễn Tường Thụy, vào web, cái trang web Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam á, có cái tên miền là Việt Nam Thời báo.org. Đó. Đối với Nguyễn Tường Thụy, ngày 18 tháng 5 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can, bắt lệnh bắt tạm giam
lệnh khám xét đối với Nguyễn Tường Thụy về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó. Ngày 23 tháng 5 năm 2020, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Tường Thụy ngày 5 tháng 11 năm 2020. Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt Nguyễn Tường Thụy 11 năm tù. Cái đấy ai biết được. Còn đối với Phạm Văn Trang á, sinh năm 1978, thì Dương Vy cũng làm like đối với những thành phần này rất là nhiều rồi. Thì Dương Vy chỉ tóm tắt lại đối với Phạm Đoan Trang, cái quá trình phạm tội của Phạm Đoan Trang này. Phạm Đoan Trang từng là nhà báo, cũng là một phóng viên có tiềm năng, nhưng sau khi đó cái tư tưởng lệch lạc nên đã tham gia vào cái tổ chức Voi của Trịnh Hội này này, tham gia vào cái tổ chức Voi Trịnh Hội, mà cái tổ chức Voi Trịnh Hội này là tổ chức của Việt Tân, đó là một tổ chức khủng bố nha. Phạm Đoan Trang đã được cái tổ chức Voi của Trịnh Hội này này đưa ra nước ngoài đào tạo về cách thức chống phá chính quyền, hoạt động bất hợp pháp. Phạm Đoan Trang thành lập nhà xuất bản tự do, thường xuyên xuất bản sách, các sách tài liệu có nội dung chống phá chính quyền, công kích chế độ. Đó. Chỉ trong một số năm gần đây thôi, Phạm Đoan Trang đã viết, in ấn, phát tán hàng chục cuốn sách có nội dung chống phá chính quyền, hướng dẫn cách thức lật đổ chính quyền như Chính trị bình dân, Cầm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, Chúng ta làm báo. Đó, rất là nhiều cuốn sách khác. Đối với những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, ngày 7 tháng 10 năm 2020 này, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã thi hành lệnh bắt bị can tạm giam khám xét khẩn cấp nơi ở của Phạm Đoan Trang về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 88 của Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1999 và làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đấy. Còn Phạm Chí Thành, còn gọi là Phạm Thành ấy, sinh năm 1952 tại Thanh Hóa, trú tại phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, nguyên là cán bộ Đài Tiếng Nói Việt Nam nghỉ hưu. Phạm Chí Thành đã lập và sử dụng blog Bà Đầm Xòe, đó, viết, đăng tải các bài viết có nội dung tiêu cực. Do vậy, năm 2008, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã quyết định cho Phạm Chí Thành thôi giữ chức phó trưởng phòng Báo Tiếng Nói Việt Nam, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nên hắn đã sinh ra bất mãn nha. Cái quá trình phạm tội ấy, từ năm 2013, Phạm Chí Thành này này thường xuyên sử dụng blog Bà Đầm Xòe và Facebook Phạm Thành đăng tải các bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, kinh tế, xã hội đất nước, kích động người dân này, công kích các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lực lượng công an, soạn thảo nhiều tài liệu có nội dung sai sự thật, chống phá nhà nước. Ví dụ như Cô Hồn Sáng Nghĩa này, Giáp Chiến Cộng Sản này, vân vân. Tháng 9 năm 2019, Phạm Chí Thành đăng bài giới thiệu một cuốn sách trên blogger Bà Đầm Xòe và Facebook cá nhân là Phạm Thành với nội dung xuyên tạc, xúc phạm lãnh đạo các cấp của Đảng, Nhà nước. Như vậy ấy, có thể thấy rằng Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Thành, Lê Hữu Minh Tuấn,
Đinh Thị Thu Thủy vân vân, thực chất là những cái đối tượng vi phạm pháp luật. Bản thân họ không phải là nhà dân chủ hay nhà hoạt động nhân quyền, mà thực chất chỉ là những kẻ lợi dụng dân chủ nhân quyền, giả danh dân chủ nhân quyền để chống phá đảng nhà nước, vi phạm pháp luật nha. Ở Việt Nam ấy, hay bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, những đối tượng vi phạm pháp luật đều phải được xử lý nghiêm minh, hoàn toàn không có chuyện là bị bắt xử lý những đối tượng vi phạm pháp luật này lại bị coi là gia tăng đàn áp nhân quyền, như những luận điệu mà các cá nhân tổ chức nó nêu ra, như các cá nhân tổ chức như ấy, thành phần mà Dương Vy lúc nãy nói trên đó. Ví dụ như các tổ chức HRW kép này, theo dõi nhân quyền thế giới ấy, tổ chức bảo vệ ký giả CPG này, ân xá quốc tế này. Còn đối với cá nhân là Vũ Quốc Ngữ này. Trần Bang này. Đấy. Còn rất là nhiều thành phần khác. Trong đó có đài Việt Tân hay đài VOA, RFA, BBC, nó tiếp tay cho cái đám này rất là nhiều. Hội anh em dân chủ bây giờ lại tiếp tục dập dịch, hoạt động mạnh trở lại. Nó đang chuẩn bị kế hoạch cho trước và trong ngày diễn ra đại hội 13 của Đảng để gây náo loạn ở khu vực Hà Nội. Tôi tin rằng đợt này các vị không đi vào bóc lịch dài dài, tôi không tin. Dám liều à?